Ok. À, hôm nay là bài Reading 37 về Security Market Index là những cái chỉ số chỉ báo về thị trường. Thì có rất là nhiều cái chỉ số ha. Có thể là chỉ số về equity, là chỉ số về thị trường chứng khoán, chỉ số về fixed income, hoặc là những cái chỉ số về những cái tài tài sản khác giống như là hedge fund hay là những cái chỉ số về commodity. Đấy. Nhưng mà cái phần từ số 5 tới số 6 này nè. Đấy. Thì chỉ là những cái thông tin mình giới thiệu thôi. Mình có thể đọc qua cho biết, và chú trọng là từ 1 tới 4 ha. 1 tới 4 là những cái cách tính về chỉ số, những cái concept mới về index. Đấy. Introduction. Thì đầu tiên, bên Mỹ họ tạo ra cái chỉ số chủ yếu chỉ để mà đánh giá xem cái reflect xem cái performance của cái thị trường chứng khoán Mỹ. Đấy. Cái chỉ số đầu tiên đó chính là chỉ số Dow Jones. Đấy. Chỉ số Dow Jones là chỉ số đầu tiên đánh giá xem là thị trường chứng khoán Mỹ họ cái performance của thị trường chứng khoán nó tăng lên hay giảm xuống trong một năm đó là làm sao. Đấy. Thị trường có lời hay có lỗ. Đấy. Người ta dùng cái chỉ số để người ta đánh giá xem là thị trường đang có xu hướng là tăng hay là giảm. Tuy nhiên theo thời gian thì cái chỉ số này có thể là sử dụng được với những mục đích khác nhau. Đầu tiên là track the performance of various security market, nghĩa là tracking performance của rất là nhiều cái security ở trên thị trường. Ví dụ như là có thể là tracking về thị trường equity, tracking thị trường về fixed income. Đấy. Estimated risk thì dùng cái chỉ số này cũng có thể là dùng để estimated risk. Thì cái này là dùng ở trong cái môn portfolio management đấy, để đánh giá xem là cái thị trường này nó biến động giá trong năm đó làm sao để mà đánh giá cái rủi ro của nó. Thứ ba là evaluate the performance of investment manager, đánh giá xem là cái ông manager của đánh giá xem là ông manager cái ông quản lý danh mục đó có tạo được lợi nhuận giống như thị trường hay không, nghĩa là đánh giá xem là ông này là có được lợi nhuận là cao hơn thị trường hay là thấp hơn thị trường. Đấy, đánh giá xem là ông có performance tốt hay không. Và người ta sử dụng cái index của một thị trường để làm cái benchmark. Đấy, là một cái điểm mốc để xem coi là cái ông performance, cái ông investment manager họ có quản lý tốt cái tài sản hay không. Đấy. Thứ tư là có thể là dùng để tạo ra những cái new investment product. New investment product đó chính là những cái quỹ ETF, những cái quỹ đầu tư thụ động tracking theo cái chỉ số của thị trường này, nghĩa là khi mà nhà đầu tư người ta không có muốn là theo kiểu là lựa chọn một cái mã cổ phiếu nữa hết, người ta có thể là mua một cái chứng chỉ quỹ ETF để tạo được một cái lợi nhuận thụ động này, có thể là có được cái return bằng với lại cái return của thị trường này, gọi là đầu tư thụ động, và nó là một trong những cái new investment product. Rồi, cái này là giới thiệu ha. Rồi. Tiếp theo là Security Market Index là gì? Security Market Index thì nó represent a given security market. Thì có thể là cái chỉ số này nó đại diện cho một cái thị trường nào đó, có thể là thị trường Việt Nam, thị trường Mỹ, thị trường Trung Quốc đó. Hoặc là đại diện cho một cái segment, một cái ngành nghề đó, có thể là cái chỉ số đại diện cho những cái cổ phiếu nằm ở trong cái ngành ngân hàng, ngành cổ phiếu, ngành chứng khoán, ngành bất động sản chẳng hạn, đó là những chỉ số nghĩa là có rất là nhiều cái thành phần ở trong đó để xác định xem là cái chỉ số cái market index nó được tạo ra làm sao, có thể là từ một cái asset class, có thể là của equity hay là của fixed income này chưa. Và trong cái chỉ số này, trong cái index thì nó được hình thành bởi rất là nhiều cái constituent security. Đấy, nghĩa là cái thành phần cái chứng khoán con ở trong đó này. Ví dụ như là cái chỉ số VIN30 là chỉ số về 30 cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản lớn nhất thị trường Việt Nam này nha. Thì ví dụ có một số mã cổ phiếu như là BVH rồi HPG đấy. Thì đó là những cái cổ phiếu thành phần ở trong cái chỉ số VN30 này. Đấy. Những cái cổ phiếu này người ta gọi là constituent
security, những cái chứng khoán thành phần ở trong đó. Đấy. Và cái chỉ số ví dụ như VN30 nó đại diện cho cái market của thị trường chứng khoán Việt Nam, là những cái công ty có vốn hóa lớn nhất của thị trường Việt Nam thì nó performance ra làm sao, nghĩa là nó có tăng trưởng tốt hay không. Đấy, nghĩa là thường VN30 là những cái hàng blue chip top đầu của thị trường chứng khoán. Đấy. Nhờ. Và cái index này thì sẽ có hai dạng là price return hoặc là total returns. Price return thì là nó chỉ đánh giá cái performance dựa theo cái biến động về giá thôi. Ví dụ là năm đầu tiên thì sẽ có mức giá là P0, năm tiếp theo thì sẽ có mức giá là P1, được chưa? Nếu nó là price index thì nó sẽ lấy cái P1, cái return của thằng index này, nó sẽ lấy P1 trừ cho P0 chia cho P0, được chưa? Đấy. Ví dụ như là cái index này tại đầu năm là 100, năm tiếp theo thì cái index này là lên được 110, được chưa? Thì suy ra cái price return thì sẽ bằng là 110 trừ cho 100 chia cho 100, và cái return được 10%, được chưa? Và cái total return là cái return mà nó có đính kèm theo những cái dividend của những cái return khác có đính kèm theo trong cái chứng khoán này. Ví dụ như là cái cổ phiếu nằm ở trong cái rổ chỉ số đi, thì nó sẽ có là những cái cổ phiếu nó sẽ chia cổ tức, được chưa? Và nó sẽ tính luôn cái phần chia cổ tức đó vào trong cái total return của thằng này, được chưa? À, ví dụ thằng này là đầu năm chỉ số là 100, cuối năm chỉ số là 110. Ngoài ra thì những cái cổ phiếu trong đây nó còn tạo được một cái dividend, được một cái cổ tức là bằng 5 ở trong đó nữa, được chưa? Vậy thì cái total return thì nó tính luôn cái dividend ở trong đó là bằng 110 cộng với lại cái cổ tức trừ cho cái chỉ số ban đầu và chia cho chỉ số ban đầu là bằng 115, được chưa? Bằng 15% này. Thì hai chỉ số này thì nó sẽ được là cái value của những cái rổ chỉ số nó sẽ được chia cho một cái hệ số là divisor. Thì cái divisor này nó sẽ khác nhau ở từng thời điểm khác nhau, được chưa? Mình cũng không còn quan tâm cái cách tính của thằng này làm sao. Mình chỉ cần quan tâm là cái index đó là price return hay là total return thôi, được chưa? Để mình hiểu được cái return của trong cái index này ra làm sao, được chưa? Nhỏ. Và một cái note là at inception, nghĩa là tại thời điểm ban đầu, thì cái value có nghĩa là cách tính ra được cái chỉ số đó, cái value của index này, thì value of the price and total return version of index are equal, có nghĩa là nó sẽ bằng nhau, được chưa? Nhưng mà theo thời gian thì bởi vì là cái thằng là value của thằng total return index á, nó được cộng thêm một cái dividend ở trong đó nữa, thì nên vậy là theo thời gian mà nó trải qua, ví dụ là năm 0, năm 1, năm 2, năm 3, thì những cái index thuộc về total return index thì sẽ có cái giá trị cao hơn so với cái giá trị của price return index, được chưa? Dạ. Và cái này là công thức tính price return, là mình chỉ lấy giá lúc sau trừ giá lúc đầu và nhân với lại giá lúc sau trừ giá lúc đầu và chia cho giá ban đầu, được chưa? Cái này là tính về công thức là return của môn quantitative mình đã học rồi, đúng chưa? Và để tính cho toàn bộ cái rổ index đó, mình sẽ lấy weighting, nghĩa là cái tỷ trọng của từng cổ phiếu, mình nhân với lại cái price return của từng cái cổ phiếu trong đó, từng cái chứng khoán thành phần ở trong đó, được chưa? Và total return thì mình sẽ lấy là P1 trừ cho P0 và cộng thêm một cái income. Thì để dễ hiểu thì ở thị trường chứng khoán, ở thị trường cổ phiếu thì income này có thể là cái dividend của cái cổ phiếu, được chưa? Và chia cho giá P0 ban đầu. Total return index thì mình cũng sẽ lấy weighting của từng cổ phiếu và mình nhân với lại total return thì mình sẽ ra được cái total return của cái rổ chỉ số đó. Đấy.
Máy này thì mấy cách tính return cũng như là cái weighting return thì ở trong cái môn quantitative thì mình đã học rồi ha. Những cái chỉ số này nó concept rất là đơn giản, nên vậy mình không có cho ví dụ trong đây ha. Và nếu như mà tính cái multiple time period, có nghĩa là năm 1, năm 2, năm 3, thì tại cái năm cuối cùng thì cái total return, cái return của mình nó sẽ làm sao, thì mình sẽ lấy là V0 nhân với lại 1 cộng R1, đúng chưa? Nhân lại 1 cộng R2 nhân 1 cộng R3, nghĩa là tới năm thứ 3 thì cái value cũng như là cái return của thằng này nó sẽ tăng lên chuẩn bao nhiêu theo cái return, thì mình cứ nhân như vậy thôi. Đấy. Thì cái này là những cái bài toán basic ban đầu để mà tính cái lợi nhuận return của cái index này, được chưa? Rồi. Ok. Thì khi mà một một công ty hay là một cái bộ phận nào đó họ muốn tạo ra một cái index cho cái thị trường này, thì người ta cần phải concern năm cái yếu tố quan trọng khi mà tạo ra một cái chỉ số, một cái bộ rổ chỉ số. Thì câu hỏi đầu tiên là cái target market của chỉ số này là gì, của cái index này là gì. Ví dụ như là cái target market là tôi sẽ đo lường cái performance của thị trường chứng khoán Việt Nam, được chưa? Nghĩa là mình phải focus chắc chắn vào đó là thị trường nào. Bây giờ target market thì có thể là target là market là thị trường Việt Nam. Đấy. Which security should be selected from the target market? Và câu hỏi tiếp theo là mình sẽ nên chọn cái thành phần nào ở trong cái chỉ số này, được chưa? Ví dụ là tôi là muốn focus vào những cái thị trường chứng khoán, thị trường cổ phiếu ở Việt Nam đi, này chưa? Và tôi muốn là kiếm 30 cái cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất, này chưa? Thì mình sẽ kiếm, mình lọc theo 30 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất ở thị trường chứng khoán Việt Nam mà mình cho vào cái bộ chỉ số này, này chưa? How much weighting should be allocated? Nghĩa là cái tỷ lệ phần trăm giữa những cái chứng khoán thành phần này should be nên là bao nhiêu phần trăm? Ví dụ công ty A thì là 20%, công ty B nên là 30%. Đấy, thì cái tỷ lệ phần trăm này nên là bao nhiêu và nó theo một cái quy luật nào, được chưa? Rồi. Câu thứ tư là when should be index be rebalanced, có nghĩa là theo cái khoảng thời gian nào thì chúng ta nên weighting, nghĩa là cái tỷ lệ phần trăm này nè cần thay đổi, được chưa? Theo thời gian này cần thay đổi. Thứ năm là when should security selection, có nghĩa là cái cổ phiếu này thì khi nào mình thay đổi, mình nên thay đổi nó. Ví dụ như là cổ phiếu A này theo thời gian là từ 2 năm 3 năm thì thằng cổ phiếu A này nó không còn đạt được cái tính chất là công ty top đầu của Việt Nam nữa, thì mình sẽ loại bỏ cổ phiếu này ra và thêm cổ phiếu khác vào. Đó là những cái yếu tố mà sẽ xem xét là những câu hỏi phải xem xét ra là để mà đưa những cái cổ phiếu vào trong cái index này. Này. Rồi. Và cái việc construction và quản lý, construction and managing a security market index thì nó giống như là construction and managing a portfolio of security. Nó giống như là mình quản lý một cái danh mục đầu tư chứng khoán của mình vậy đó. Đấy. Nghĩa là mình sẽ thêm bớt rồi mình chọn xem là cổ phiếu nào thích hợp để vào cái rổ danh mục của mình. Đấy. Và cái việc này là của những cái agency, những cái người mà provide những chỉ số này. Được chưa? Ở Việt Nam mình là chỉ số VN30 hay là chỉ số VN Index thì là được sàn Hồ Chí Minh họ provide, và họ có những cái quy luật riêng ở trong, nằm ở trong cái chỉ số đó. Và HNX thì của sàn Hà Nội này, HNX Index này. Ok, đầu tiên thì target market security selection là mình cái target market là mình nên chọn cái thị trường nào, này chưa? Thì sẽ có 3 bước. Đầu tiên là target market thì mình nên chọn là cái thị trường nào, ví dụ là thị trường Việt Nam, thị trường Mỹ, thị trường Trung Quốc chẳng hạn. Này, sau khi mình chọn được cái target market thì mình sẽ tìm cái investment universe thì mình sẽ xem coi là mình nên là cái market, ví dụ mình nói là market thì ở Việt Nam đi, và investment universe của mình là mình muốn tìm là thị trường Việt Nam nhưng mà đó là thị trường cổ phiếu, thị trường vốn, được chưa? Thì nó sẽ là equity. Sau khi mình tìm được target market là ở nước nào,
ở châu nào chẳng hạn, và cái thị trường và cái investment universe của mình nên là focus vào cái loại asset nào, rồi chưa? Ví dụ asset là cổ phiếu hay là trái phiếu đó, chẳng hạn như vậy. Và cuối cùng thì mình sẽ chọn ra cái số lượng, the number of security and specific security, nghĩa là mình sẽ tìm xem là cái thằng nào thì nó sẽ nằm trong cái bộ chỉ số của mình. Đấy. Rồi. Đây là ba cái bước của cái việc xác định là target market là security selection này nha. Tiếp theo là về cái việc là weighting. Weighting có nghĩa là mình nên phân bổ cái tỷ lệ cổ phiếu, cái tỷ lệ chứng khoán ở trong cái chỉ số này ra làm sao? Tại sao cái thằng A lại chiếm, tại sao thằng A lại chiếm 20%, tại sao thằng B lại chiếm 30%? Đó. Cái tỷ lệ phần trăm này thì nên có một quy luật nhất định, được chưa? Thì đó là index weighting. Và có ba loại weighting chính ở trên thị trường, được chưa? Đó là price weighted, equal weighted, market capitalization weighted, hay còn gọi là market cap weighted. Còn cái thằng fundamentally weighted này thì là thường thường là những cái họ họ tự tính toán này thôi, nghĩa là không có ai sử dụng cái fundamentally weighted này hết á. Trên thị trường thì rất là ít sử dụng cái fundamentally weighted index này. Và mỗi thằng nó sẽ có một cái advantage cũng như là cái disadvantage riêng, đó, có những cái lợi thế cũng như là cái bất lợi riêng của từng cái chỉ số này. Đấy. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ là price weighting, nghĩa là cái chỉ số mà dựa vào giá của cái chứng khoán trong đó này nha. Rồi. Và cái này người ta highlight ha, cái chỉ số mà sử dụng price weighting là chỉ số Dow Jones này nha. Chỉ số Dow Jones nước Mỹ đó. 30 này chưa? 30 cổ phiếu có giá lớn ở bên Mỹ, gọi là gì ta? Ngành công nghiệp lớn ở bên Mỹ. Thì cái chỉ số Dow Jones này là chỉ số price weighting index ha. Và cái chỉ số price weighting index này để làm sao? Có nghĩa là mỗi cổ phiếu thành phần ở trong cái bộ chỉ số này, người ta xem xét là chỉ lấy một cổ phiếu thôi, chỉ lấy một cổ phiếu trong đó thôi. Và người ta weighting theo cái giá của cổ phiếu đó. Được chưa? Theo cái giá cổ phiếu đó. BOP là Beginning of Period Price, nghĩa là cái giá tại cái thời điểm đầu tiên. Được chưa? Cái bộ chỉ số về price weighting thì người ta giả định rằng tôi chỉ lấy một cổ phiếu ở trong cái chỉ số này, và tôi weighting cái tỷ lệ phần trăm ở trong cái thành phần của nó dựa theo giá của cổ phiếu. Đấy. Ví dụ là mình tính ra cái value của cái thằng index này tại thời điểm ban đầu là bao nhiêu, mình lấy 50 nhân cho 1, được chưa? 50 nhân cho 1, 25 nhân cho 1, 12.5 nhân cho 1, 10 nhân cho 1 và 4 nhân cho 1, thì mình ra được cái value, cái total của nó là như vậy. Được chưa? Và mình lấy weighting là mình lấy 50, mình chia cho 101.5 thì mình ra được là 49.26%. Được chưa? Lấy 25 chia cho 101.5 thì ra được là 24.63%. Đó là cái weighting của từng cổ phiếu ở trong cái bộ chỉ số price weighting index này, price weighted index này. Đấy. Rồi, và cộng lại nó ra là được 100%, đúng chưa? Rồi. Và cái value này nè, cái value của cái index này nè, mình chia cho một cái divisor, một cái hệ số nào đó lúc ban đầu là bằng 5 đi chẳng hạn, thì mình ra được cái index value sẽ bằng là 20.3. Đấy. Rồi. Và sau cuối kỳ, sau một kỳ, at the end of period price, được chưa? Thì mình tính ra là được là cái value của nó sẽ được là 105, và mình chia cho divisor của nó là 5, thì cái index value của nó sẽ là 21, được chưa? Đấy. Rồi. Rồi mấy cái phần sau cũng như là cái tỷ lệ này thì mình cũng không còn quan tâm, được chưa? Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ thấy được là Beginning value của mình là 20.3, và end of period value mà
theo cái kiểu là price return đó, thì bằng 21. Vậy thì cái price return sẽ bằng là 3.45%. Rồi. Còn cái total return thì cái total return của mình sẽ cộng thêm cái income ở trong cái hệ số này sẽ là dividend. Được chưa? Đấy. Vậy thì beginning value nó sẽ là 20.3, end value thì nó bằng là 21.18, thì suy ra cái total return của nó là 4.33. Được chưa? Thì cái giá trị của thằng cái value của index tại thời điểm ban đầu lúc nào nó cũng bằng nhau hết, nhưng mà theo thời gian thì cái giá trị của thằng là return, index total return, index thì nó luôn cao hơn so với lại cái thằng là price return. Được chưa? Rồi. Lát nữa mình sẽ làm một cái bài tập thì mình sẽ hiểu được cái cách tính của nó ha. Ở trong reading này thì cái quan trọng nhất là biết được cách tính về price weighting, những cái hệ số về price weighting, equal weighting hay là market cap weighting này cả. Mình cái quan trọng nhất là mình tính được cái tỷ lệ return của từng cái cách thức weighting khác nhau này. Rồi cái thằng price weighting này, cái tỷ lệ phân bổ phần trăm mà dựa theo price này thì nó có một cái nhược điểm là khi mà thị trường mà nó có stock risk này chưa? Stock risk là từ một cổ phiếu nó phân thành hai cổ phiếu, ví dụ như là giá cổ phiếu đang là, ví dụ cái số lượng của công ty A, số lượng cổ phiếu công ty A đang giao dịch là 1.000.000 cổ phiếu với mức giá là 50 này chưa? Nhưng mà thằng công ty A này nó quyết định là stock risk, có nghĩa là nó muốn tăng cái giá trị cổ phiếu của nó lên. Và cái này ở bên Mỹ được thôi ha, cái việc là stock risk này thì là ở bên Mỹ người ta làm được, còn Việt Nam mình không có làm cái stock risk này được ha. Thằng công ty A này nó quyết định là nó stock risk thì nó tách cái cổ phiếu nó ra thì là 2.000.000 cổ phiếu, và lúc này giá thị trường của cổ phiếu nó sẽ bị giảm từ 50 xuống 25, được chưa? Nhưng mà bởi vì cái chỉ số price weighting index này nè, họ sử dụng là họ chỉ lấy một cổ phiếu ở trong cái rổ của họ thôi, được chưa? Nên vậy cái việc là chia cái giá bị mất hết phần nửa này thì nó làm cho cái weighting của cổ phiếu ban đầu nó bị thay đổi, được chưa? Ví dụ công ty A nó từ giá 55 mà nó split một cổ phiếu thành hai cổ phiếu thì giá cổ phiếu bây giờ chỉ còn có 27.5 thôi. Lúc ban đầu thì cái weighting cái cổ phiếu A, cái tỷ lệ phần trăm của cổ phiếu A ở trong cái hệ số này là 52.38%, nhưng mà sau khi cái split nó ra rồi thì cái tỷ lệ phần trăm của cổ phiếu A nằm trong cái hệ số này chỉ còn là 35.48%, được chưa? Và thêm một điều nữa là cái total, được chưa? Cái total value lúc ban đầu của nó là 105, nhưng mà sau khi nó split xong thì cái total value của cái index value, cái total value của cái hàng sau khi split thì chỉ còn là 77.5. Nhưng mà cái quy luật của thằng price weighting index này á thì nó phải đảm bảo rằng sau khi mà stock đã được split hay là không có split thì cái index value này nó phải bằng nhau. Được chưa? Nghĩa là 21. Hai thằng này nó phải bằng nhau sau khi là cổ phiếu nó có thay đổi hay gì đó, thì cái giá trị index value này nó phải luôn bằng nhau. Được chưa? Và vì vậy để đảm bảo cho cái việc đó thì nó sẽ thay đổi cái hệ số divisor. Được chưa? Rồi, vậy thôi. Cái hệ số divisor đó chủ yếu được đưa vào để nó giúp cho những cái hiện tượng giá cổ phiếu bị thay đổi hay là bị M&A gì đó, thì nó sẽ có cái divisor này, nó giúp nó làm cho cái chỉ số này nó không bị biến động. Đấy. Cái việc split này nó không có làm ảnh hưởng lên cái return của cổ phiếu đó ha. Nên vậy cái index này nó phải đứng yên, được chưa? Nó phải giống nhau. Đấy. Rồi, cái advantage của cái thằng là price weighting index là họ simplicity. Họ rất, cái cách construct nó rất là đơn giản. Bởi vì là ví dụ tôi muốn có 5 cổ phiếu thì tôi lấy giá của 5 cổ phiếu đó
rồi tôi làm cái index thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà cái disadvantage là bởi vì là cái thằng cổ phiếu này nó có thể là nó bị stock risk và nó bị arbitrage weighting, weighted, nghĩa là cái tỷ lệ phần trăm này nè, nó quá phụ thuộc vào cái giá của cổ phiếu này. Được chưa? Khi split hay là khi mà gợt cổ phiếu lại thì cái tỷ lệ phần trăm nó cũng thay đổi trong đó luôn này. Nhờ. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm một cái bài tập để mà tính xem là cái return của cái thằng này sẽ làm sao ha. Nha. Rồi, cái điều quan trọng nhất là mình tính được cái return của cái loại chỉ số này, được chưa? Cái loại chỉ số này là price weighted index. Được chưa? Đó là price weighted index. Có nghĩa là nó sẽ dựa vào giá của cổ phiếu đó. Đấy. Và mình tính cái price return, nghĩa là tôi không quan tâm về cái dividend, được chưa? Tôi không quan tâm dividend mà tôi chỉ quan tâm về những cái mức giá lúc này thôi. Đấy. Được chưa? Rồi. Vậy thì để tính được cái price return của cái chỉ số price weighted index gồm có ba cổ phiếu này thì phải tính làm sao, được chưa? Rồi thì mình cứ tính là beginning là bằng 25 cộng với lại 35 cộng với 15 thì bằng là 75, được chưa? Và n thì bằng là 27 cộng 25 cộng 16 bằng 68. Được chưa? Rồi. Cái cách tính nhanh là vậy ha, đúng chưa? Chứ là làm theo cái kiểu truyền thống, mình đâu cần phải làm theo kiểu truyền thống là mình lấy cái thằng này tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu, đúng không? Mình đâu cần phải lấy theo kiểu truyền thống là lấy 27 trừ 25 chia cho 25. Rồi, cái này là tỷ lệ return của từng cổ phiếu và nhân với lại cái weighting của nó, đúng chưa? Cái này là không cần phải làm theo cái cách đó. Và mình tính theo cái total cái price return của Wink Index này luôn, nên vậy mình sẽ cộng lại ba thằng này, cộng lại ba thằng này và lấy cái thằng n P1 trừ P0 chia cho P0, được chưa? 68 trừ bao nhiêu, 75 hả? Chia 75 thì là bị lỗ hết 9.3%, được chưa? Rồi. Nghĩa là nếu mà mình còn construct một cái chỉ số price weighted index ở trong cái rổ này thì mặc dù ở trong từng thành phần, được chưa? Từng thành phần có những thằng, ví dụ thằng này có lời nè, thằng ABC có lời, thằng DEF bị lỗ, thằng GIH có lời, được chưa? Mặc dù hàng này có lời, thằng này bị lỗ thì nó làm cho nó kéo hết toàn bộ cái index xuống là bị lỗ hết 9.3% luôn, được chưa? Này. Đó là câu B ha. Này. Tiếp theo là về equal weighting index, có nghĩa là cái tỷ lệ thành phần, cái tỷ trọng các cổ phiếu nó sẽ là bằng nhau, được chưa? Weighting của nó sẽ bằng nhau. Đấy. Rồi. Ví dụ như là cổ phiếu này, cái rổ này có 5 cổ phiếu thì cái tỷ lệ của nó, cái tỷ trọng của nó ở trong cái rổ này nó sẽ bằng nhau. Đấy. Tỷ trọng của nó sẽ bằng nhau thì ban đầu là nó có giá giống nhau, được chưa? Rồi, nó có giá như cái thằng nó có cái giá trị y chang như là cái số gọi là sao? Cái ví dụ price weighting, được chưa? Nhưng mà mình sẽ nhân với lại cái một số lượng cổ phiếu của nó, được chưa? Để làm cho cái value, cái giá trị của cái thằng này ở trong cái rổ chỉ số nó là có cái tỷ lệ weighting bằng nhau, được chưa? Ví dụ đây là cái tỷ lệ, là cái giá trị của mỗi thằng ABC có tỷ lệ là 2.000. Đấy. Và cái weighting của năm thằng nó sẽ là chia đều ra là 50%, được chưa? 20% mỗi thằng. Đấy. Và
cứ để đó tới cuối kỳ cái giá trị nó sẽ thay đổi khác nhau, đúng chưa? Giá trị nó sẽ thay đổi khác nhau, end value nó sẽ thay đổi khác nhau, dividend nó cũng thay đổi khác nhau luôn đấy. Và mình tính lại cái giá trị total đấy, mình sẽ ra được là mỗi thằng thì cái return của nó sẽ thay đổi làm sao, được chưa? Dạ. Rồi, vậy thì cuối cùng là nếu mà nó là price return thì nó không đụng gì tới cái dividend, thì thằng này nó sẽ có return là 10.4%. Còn nếu mà tôi là total return thì tôi sẽ cộng thêm cái dividend của thằng đó vào thì tôi sẽ có cái return là được là 10.88%, được chưa? Dạ. À, để mà cái cách tính mà nó nhanh ở trong cái phần này equal weighting thì lát nữa thì sẽ có một cái ví dụ để mình làm ha. Cái thằng equal weighting này thì nó có một cái advantage là nó simplicity, nó cũng là rất đơn giản thôi. Để mà tạo được cái chỉ số mà nó có theo cái phong cách là equal weighting, nghĩa là cái tỷ trọng của mỗi thằng nó đều giống nhau, thì nó rất là đơn giản, được chưa? Cái disadvantage của nó là những cái thằng nào mà last fraction of target market. Dạ. À, cái thằng này là theo một cái nghiên cứu, được chưa? Theo một nghiên cứu thì thường là những cái cổ phiếu mà nó có vốn hóa nhỏ, được chưa? Những cổ phiếu mà nó có vốn hóa nhỏ hoặc là nó có cái giá trị cổ phiếu nhỏ thì nó sẽ biến động mạnh hơn những thằng mà nó có vốn hóa lớn. Đấy. Cái này theo một cái nghiên cứu ở nước ngoài ha. Thì thường là nếu mà nó là equal weighting đấy thì cái hệ số equal weighting index này thì nó sẽ favor cho những cái ông nào mà nó có cái vốn hóa nhỏ hơn, được chưa? Cái số lượng cổ phiếu nó nhiều hơn đấy. Thì khi mà vốn hóa nó nhỏ thì cái giá trị tăng trưởng của nó cao hơn, thì nó favor những ông nào mà nó có vốn hóa nhỏ đấy. Rồi. Và cái bất lợi thứ hai là ông này phải frequent adjusted, nghĩa là rebalancing đấy, có nghĩa là tại thì ban đầu cái weighting của ông này là 20% cho mỗi ông, được chưa? Nhưng mà at the end nó period, được chưa? At the end thì cái bộ weighting của nó không còn bằng nhau nữa, được chưa? Nó là 19.93%, thằng B thì là còn 15.95%, thằng C còn là 11.2, 11.2%, thằng D là 25.36, thằng E là 27.17. Có nghĩa là tại thời điểm này thì cái weighting của cái rổ chỉ số này nó không bằng nhau nữa, và cái bước tiếp theo để mà tính cái chỉ số tiếp theo thì người ta phải rebalancing, nghĩa là người ta phải adjust lại cái số lượng cổ phiếu nằm ở trong đó, được chưa? Ví dụ thằng này đang là sở hữu là 40 cổ phiếu, được chưa? Nhưng mà cái tỷ lệ của nó đang thấp thì nó sẽ thêm một số lượng cổ phiếu bao nhiêu đó. Ở thí dụ thằng D 200 cổ phiếu, được chưa? Thì nó sẽ thêm một cái số lượng cổ phiếu bao nhiêu đó vào nữa để mà nó rebalancing lại, để sau khi mà nó adjust hết thì cái thằng này tiếp tục là 20 20 20 20 20, được chưa? Này, nó adjust cái số lượng cổ phiếu và nó phải bỏ bớt một số cổ phiếu này ra, thêm một số cổ phiếu khác vào để nó làm cho cái tỷ trọng weighting của mỗi hàng cổ phiếu nó sẽ giống nhau. Này. Và cái bất lợi của nó là nó phải frequent adjust hoặc là frequent rebalancing, nó phải thay đổi, nó phải adjust liên tục này. Và cái việc đó nó sẽ tốn chi phí ha, đúng không? Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tính cái return của cái thằng là equal weighted index này, được chưa? Rồi. Đầu tiên thì là cái bài hồi nãy là cái bài price weighting, được chưa? Price weighting thì mình cộng hết mấy cái số này lại, mình cộng hết số này lại xong mình trừ theo kiểu là return bình thường thôi, nhưng mà thằng này là equal weighting thì có nghĩa là cái tỷ lệ phần trăm return của nó sẽ chia đều cho ba thằng, được chưa? Nghĩa là mình sẽ lấy cái return của từng hàng, mình lấy return của từng hàng
mình cộng lại và chia cho 3, tức là cái tỷ lệ trung bình của 3 thằng này. Như ví dụ thằng thằng Able thì thằng này có total return làm sao? Nghĩa là mình lấy 12 cộng với lại 0.75 và mình trừ cho 10, được chưa? Trừ cho 10 và chia cho 10. Đấy, thì cái return của thằng này sẽ là hai chấm 27.5%. Giờ thằng Able thì là total return của nó là 27.5%, thằng Baker thì là return của nó sẽ bằng là 0%, được chưa? Thằng 19 cộng 1 là bằng 20, trừ 20 chia 20 thì bằng 0%. Charlie thì là ông này sẽ là 32 chia cho 32 trừ 30 chia 30 thì ông này sẽ là 6.67%, được chưa? Nghĩa là mình tính từng cái cổ phiếu nó có return rồi mình cộng lại, mình chia cho 3, mình tính trung bình, được chưa? Thì cùng là mình ra được là 11.4%, được chưa? 11.4%. Nghĩa là từng cái chỉ số khác nhau thì mình sẽ có cách tính cái return khác nhau, được chưa? Cách tính cái tính return khác nhau. Đấy. Rồi. Thằng này là đáp án là câu C, được chưa? Ok, mọi người không có thắc mắc gì thì hỏi ngay nha, được chưa? Hoặc là mình có thể là làm bài tập, được chưa? Nghĩa là mỗi cái đinh này thì nó sẽ có một số cái bài tập mà phía đằng sau. Thì mình có thể là mình học xong bài này thì mình sẽ làm những bài tập phía sau. Thì những bài tập ở trong CFA họ sẽ có cái solution, họ sẽ có hướng dẫn cách tính hết này. Rồi ở đây thì mình hướng dẫn cái cách tính những cái phần quan trọng nhất của cái chương này, là tính được cái return của từng cái loại kiểu price weighting, equal weighting hay là market cap weighting này. Thì phần này nó chỉ quan trọng phần đó thôi. Đó. Tiếp theo là market capitalization weighting index, thì cái thằng này là cái chỉ số phổ biến nhất ở trên thị trường, được chưa? Nghĩa là thằng nào nó cũng sử dụng cái market cap weighting index đó này. Nghĩa là cái tỷ lệ weighting của nó sẽ dựa theo là cái vốn hóa của thị trường, được chưa? Weigh on market capitalization, được chưa? Cái vốn hóa là được tính như thế nào? Vốn hóa là bằng cái số lượng cổ phiếu được phát hành nhân với lại cái giá cổ phiếu của thằng đó, được chưa? Ok, ví dụ tiếp tục là có 5 cổ phiếu, được chưa? Và cái share outstanding có nghĩa là cái số lượng cổ phiếu mà đang lưu hành. Số lượng cổ phiếu mà đang lưu hành nó phát hành ra cái số lượng cổ phiếu bao nhiêu thì mình lấy cái share mình nhân với lại cái price của từng cổ phiếu đó. Mình sẽ ra được là market cap của từng cổ phiếu. Đấy. Rồi. Ví dụ thằng A thì nó có market cap là 150.000, thằng B là có market cap là 25.000, 250.000, thằng C là 62, thằng D là 80, thằng E là 28. Đấy. Rồi. Cộng lại thì mình ra được là cái value và mình chia cho cái điểm bây giờ là 570.5 thì mình ra được cái index value lúc này là 1.000, đúng chưa? Rồi. Và tương tự là cái weighting của từng cổ phiếu thì mình cứ lấy là cái market cap này mình chia cho cái số tổng, mình ra được cái weighting của từng thằng này vậy thôi. Rồi at the end of period thì cái giá nó sẽ thay đổi, và khi cái giá thay đổi thì cái market cap nó cũng thay đổi luôn, được chưa? Cái giá market cap nó cũng thay đổi luôn, được chưa? Ví dụ 150.000 market cap nó cuối kỳ thằng này là 165.000 đấy. Thằng B là từ 250.000 xuống còn có 220.000 thôi. Đấy. Và cuối kỳ thì cái value, index value của thằng này là nó tăng lên được là 1014.9. Có nghĩa là cái tỷ lệ phần trăm nó tăng lên được là 1.4%, được chưa? 1.49%. Còn nếu mà tính luôn cái thằng total return, nghĩa là tính luôn cái cổ tức ở trong đó, thì total return của nó sẽ kiếm được là 2.13%. Còn nếu mà chỉ tính về giá thôi đó
thì cái return của thằng này nó chỉ kiếm được là 1.49%. Tiếp theo mình sẽ làm một cái bài tập để mình biết được các cách tính về total, về cái market cap weighting index này. Đầu tiên thì là hàng này là market cap weighting index đúng không? Và người ta kêu tính là total return. Và khi tính cái total return thì mình phải ra khi mà tính cái total return thì mình phải tính luôn cái dividend ở trong đó, được chưa? Đấy. Rồi, thằng này, được chưa? Cái thằng này thì mình sẽ tính ra làm sao? Mình sẽ tính theo cái kiểu là mình lấy giá trị của lúc ban đầu, được chưa? Mình sẽ tính là B0, B0 thì bằng là 2.500 nhân với lại cái số lượng cổ phiếu, được chưa? Số lượng cổ phiếu là outstanding là 5.000 cộng với lại 3.500 là cái giá của thằng QRS nhân với lại số lượng cổ phiếu là 7.500 và cộng với lại 1.500 nhân với lại 10.000, được chưa? Có nghĩa là mình tính market cap tại thời điểm ban đầu luôn. Market cap tại thời điểm ban đầu là bao nhiêu đây? Market cap tại thời điểm ban đầu là 166. 166 250. Rồi chưa? 166 250. Rồi, mình để đây. Rồi. Và market cap tại thời điểm cuối kỳ thì sẽ đấy là giá cuối kỳ cộng với lại dividend. 100 được chưa? Nhân với lại 5.000 đấy. Cộng với lại 2.500 cộng 150 nhân với lại 7.000 cộng 1.600 nhân một cộng 100 nhân với lại 10.000 đấy. Có nghĩa là mình sẽ tính market cap tại thời điểm cuối kỳ đấy, là bao nhiêu. Hai mấy trăm cộng 100 nhân 5.000 cộng 2.500 còn nhiều hơn nữa. Ồ, hình như nó bị tính sai lúc ở trên đúng không ta? 50. Hình như cái trên nó bị sai. 2.500 nhân 5.000 cộng 3.500 nhân 7.500 cộng 1.500 nhân 10.000. Dạ, thằng này là 53. Đúng không? Thì cái tính lớn nhỉ. Thì là 53 53.750 53.750.000. Và sau sau cuối kỳ thì cái giá trị vốn hóa của thằng index này nó chỉ còn là 50.875. Vậy thì mình lấy vốn hóa lúc ban đầu. Total return thì là cái vốn hóa này nên mình cộng thêm cái dividend ở trong đó nữa. Thì mình lấy vốn hóa cuối kỳ mình trừ cho vốn hóa ban đầu và chia cho vốn hóa ban đầu thì mình ra được total return nha.
và mình bị âm 5.35% được chưa? Nghĩa là sau một kỳ thì cái total return của tôi là bị lỗ hết 5.35% này. Rồi. Ok. Cái này là cách tính cho từng cái loại chỉ số, cách tính return cho từng loại chỉ số, được chưa? Này. Rồi. Thì ra ba cái bài mà mình mới vừa học xong á, ba cái ví dụ á, thì đó là những cái quan trọng nhất ở trong phần này thôi. À, cái này là cái đó là cái phần tính toán ở trong cái phần này mà mình phải cần quan tâm, được chưa? Thì nếu mà mọi người hiểu được cái bản chất của thằng price weighting thì mình lấy toàn bộ cục này, đúng không, toàn bộ cục này cộng toàn bộ này, sau mình cứ chia cho nó return. Còn nếu mà là equal weighting thì mình sẽ lấy tỷ lệ return của từng thằng và mình cộng lại, mình chia trung bình, được chưa? Còn nếu mà là market cap, nghĩa là theo vốn hóa, thì mình sẽ tính vốn hóa lúc ban đầu và tính vốn hóa lúc sau mà mình trừ, mình lấy return, được chưa? Rồi. À, cái này thì có thể là mọi người mới nghe thì có thể là hơi confuse xíu, nhưng mà về nhà nếu mình làm bài tập này chưa, mình suy nghĩ lại xíu thì nó sẽ rất là theo cái kiểu rất là logic và nó rất là easy ha. Ok, tiếp theo đó là cái thằng market weighting này á, nó có một cái bản sao khác, đó chính là floating, nghĩa là có một số cổ phiếu mà nó phát hành ra nhưng mà cái tỷ lệ thả nổi, cái tỷ lệ mà được giao dịch á, thì nó gọi là cái tỷ lệ flow flow adjusted, nghĩa là cái số cổ phiếu được giao dịch và cái số lượng cổ phiếu được phát hành ra thì nó sẽ khác nhau, được chưa? Ví dụ cái công ty này nó phát hành 1.000.000 cổ phiếu, nhưng mà ban lãnh đạo của công ty này người ta sở hữu hết 500.000 cổ phiếu rồi, được chưa? Và những cái cổ đông mà chiến lược hoặc là những cái nhà lãnh đạo của doanh nghiệp này, họ không có giao dịch cái cổ phiếu này trên thị trường. Vậy thì cuối cùng là ở trên thị trường chỉ còn có 500.000 cổ phiếu thôi. Và 500.000 cổ phiếu này người ta gọi là cái lượng gọi là free float, được chưa? Hoặc là floated security, là những cái lượng cổ phiếu mà nó có giao dịch thôi, còn cái lượng mà nó không floated thì nó không giao dịch được. Đấy. Rồi, và nó weigh on cái cổ phiếu mà nó được giao dịch ở trên thị trường, được chưa? Nó gọi là free float adjusted này. Rồi. Và cũng tính theo cái tỷ lệ thôi, ví dụ thằng này outstanding share là bao nhiêu đó, nhưng mà cái tỷ lệ floating của thằng này nó sẽ khác nhau, được chưa? Ví dụ cái MTR là floating trong phần trăm, nghĩa là người ta cho 100% cổ phiếu và thả nổi 100% cổ phiếu giao dịch. Thằng công ty B thì chỉ có 70% cổ phiếu là được giao dịch thôi, công ty C là 90, công ty D là chỉ có 25% cổ phiếu giao dịch, công ty E là 80% cổ phiếu giao dịch, và người ta tính theo cái tỷ lệ weighting của từng thằng đấy. Rồi. Và cái tỷ lệ phần trăm của từng thằng thì cái tỷ lệ phần trăm nó sẽ thay đổi theo từng kỳ. Đó, nó cũng không quan trọng gì lắm. Này. Rồi. Tiếp theo thì một cái nốt là thằng này nó có advantage là như thế nào, có một cái lợi thế là như thế nào. Cái chỉ số mà nó theo market cap weighting thì health in position in the value in the target market. Có nghĩa là cái tỷ lệ phần trăm này á, nó sẽ phụ thuộc vào vốn hóa. Ví dụ là một công ty A nó đang có vốn hóa lớn, được chưa? Nhưng mà do một cái thị trường nào đó, công ty A đang có, thị trường vốn hóa đứng top một thị trường đi. Nhưng mà theo thời gian thì giá cổ phiếu nó không có tăng lên mà nó giảm xuống, thì tự động cái cổ phiếu này nó vốn hóa nó bị giảm xuống, và cái tỷ lệ phần trăm của công ty A này nó cũng sẽ bị được gọi là ảnh hưởng lên chỉ số. Nghĩa là khi mà cổ phiếu nào mà nó có cái tỷ trọng lớn thì nó sẽ ảnh hưởng lên chỉ số rất là nhiều. Ví dụ như là những cái cổ phiếu ở thị trường Việt Nam đi, thì những cái cổ phiếu mình nói ở thị trường Việt Nam ha, thì những cái cổ phiếu về nhóm ngành ngân hàng và nhóm ngành bất động sản, thì hai cái nhóm ngành đó cộng lại là nó đã chiếm hết 50% cái giá trị vốn hóa thị trường ở thị trường chứng khoán Việt Nam rồi. Đấy. Thì nếu mà những cái cổ phiếu nào mà những cổ phiếu mà nhóm ngành ngân hàng cũng như nhóm ngành bất động sản mà nó tăng trưởng lên đó, nó làm cho cái chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam tăng lên luôn đấy. Và
nó tăng lên như vậy thì người ta nói thị trường chứng khoán Việt Nam đang tăng trưởng, nhưng mà thực chất thì là chỉ có hai ngành đó tăng trưởng thôi, nên cho hai hai cái cổ phiếu, hai cái giá trị cổ phiếu của ngành đó tăng trưởng thôi đây. Và đặc biệt là dạo gần đây, hay thời kỳ Covid đúng chưa, thời kỳ Covid ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì là nhóm ngành ngân hàng người ta tăng trưởng rất là mạnh, nó đẩy theo những cái cổ phiếu, nó đẩy theo cái index của thị trường chứng khoán Việt Nam nó tăng lên rất là mạnh. Và cái weighting của thị trường chứng khoán Việt Nam thì chủ yếu là nằm trong là ngành tài chính và ngành ngân hàng, được chưa, nó làm kéo cái thị trường lên rất là mạnh này. Đấy. Thì cái và cái đó cũng là điểm bất lợi, được chưa, đó cũng là điểm bất lợi của điểm bất lợi của cái thằng này, disadvantage, nghĩa là những cái cổ phiếu mà nó vừa có vốn hóa lớn mà nó còn bị overprice nữa, nghĩa là những thằng nào mà nó giá càng lớn là do giá cổ phiếu nó càng cao, giá cổ phiếu nó càng tăng, thì cái chỉ số này nó lại overweight, nghĩa là nó giúp cho cái cổ phiếu này nó có cái tỷ trọng cao ở trong cái chỉ số này nữa đấy. Và vì vậy thì thằng này nó bị một cái là momentum investment, nghĩa là những cái cổ phiếu nào mà đang tăng thì cái chỉ số này nó sẽ phụ thuộc vào những cái cổ phiếu đó đấy. Overvalue stock và underweighting những cổ phiếu undervalue, nghĩa là những cái cổ cái ví dụ cái chỉ số này đi, thì những cái cổ phiếu nào mà có giá đang tăng trưởng rất là mạnh, được chưa, thì cái chỉ số này nó sẽ weighting, nghĩa là nó cho cái tỷ trọng những cổ phiếu này nó chiếm tỷ trọng lớn ở trong cái chỉ số này, và nó để những cái cổ phiếu mà người ta hay còn gọi là bị undervalue, nghĩa là cái giá trị của nó chưa có được phản ánh lên thị trường, người ta gọi undervalue, thì cái chỉ số này nó lại không có phản ánh được những cái cổ phiếu mà đang bị gọi là bị dưới giá trị thật đấy. Và giống như là cái thị trường chứng khoán Việt Nam thôi, thì cái nhóm ngân hàng được chưa, nó đang tăng trưởng gấp 100%, 200% trong cái thời gian gần đây được chưa, thì nó làm cho cái chỉ số VN Index tăng lên 20 mấy%, 30 mấy%, 25% trong năm 20 mới 6 tháng 2021 này được chưa. Và tăng trưởng như vậy thì mình thấy là những người nào mà cầm cổ phiếu ngành ngân hàng, những người nào mà nắm giữ cổ phiếu ngành ngân hàng thì danh mục họ có lời, nhưng mà những cái cổ phiếu ngành khác thì tay tua là chưa. Tiếp theo là cái chỉ số mà ít người sử dụng nhất, đó là fundamental weighting. Thì những cái chỉ số về fundamental weighting thì nó sẽ address, nghĩa là nó giúp hạn chế cái việc disadvantage của cái market cap này, nghĩa là nó sẽ lấy cái giá nó chia cho một cái hệ số đó, ví dụ giá chia cho e earning hoặc là giá chia cho book value, được chưa, nghĩa là nó adjust được những cái giá cổ phiếu chia cho những cái lợi nhuận cũng như là cái book value, và nó weighting cho từng thằng, được chưa. Thì measure có thể là include book value, cash flow, revenue, earning, dividend nằm trong đó. Ví dụ những cái thằng nào mà có earning đi mà cái giá nó quá cao, được chưa, giá của nó quá cao, thì nếu mà P trên Y thì P trên Y tất nhiên là 2, được chưa, và những cái thằng này thì nó sẽ đánh là nó chiếm tỷ trọng thấp ở trong danh mục, được chưa. Rồi. Đấy, nghĩa là nó sẽ adjust theo kiểu là value tilt, nghĩa là nghiêng về cái hướng giá trị hơn, nghĩa là nó sẽ cho những thằng nào mà nó có cái giá trị là undervalue thì nó sẽ chiếm tỷ trọng lớn ở trong cái hệ số fundamental weighted index này, được chưa? Thì cái hệ số này mà ở trên thị trường thì cũng ít sử dụng, được chưa? Mình chỉ hiểu nó có tồn tại thôi. Này. Và cái thằng này thì nó bị là contrarian effect, nghĩa là contrarian nghĩa là momentum effect, thì là cái giá cổ phiếu, cái hệ số chỉ số á, momentum effect á, là cái hệ số này nó luôn tăng, được chưa? Nên vậy mình thấy những cái chỉ số về thị trường chứng khoán giống như là thị trường chứng khoán Việt Nam hay thị trường chứng khoán Mỹ đi, thì những cái hệ số này, được chưa, những cái cổ phiếu nào á mà nó không tăng được nữa thì nó bị loại khỏi chỉ số, và những cổ phiếu nào đang có đà tăng trưởng thì nó sẽ đẩy vào thêm chỉ số này đấy. Và nên vậy thì cái chỉ số ví dụ như VN Index thì nó luôn tăng, và nếu mà mình có một cách nào đó đầu tư giá trị mà dựa vào cái chỉ số VN Index thì cái bọt của mình là chắc chắn sẽ luôn tăng đấy, nó là bị một cái là momentum effect. Nhưng mà những cái chỉ số mà thuộc về fundamental weighting thì nó bị một cái effect là contrarian effect, nghĩa là
cái hệ số nó chỉ lên vậy thôi nè, lên xuống vậy thôi. Đấy. Nghĩa là khi mà giá tăng lên là cho nghĩa là giá cổ phiếu đang tăng, và khi mà giá cổ phiếu đang tăng thì những cái chỉ số như là PE nó bị tăng lên, và khi chạm tới cái ngưỡng này thì nó kêu là cái cổ phiếu này overvalue rồi, tôi bán cổ phiếu rồi đi, và tôi đi mua những cái cổ phiếu mà giá đang giảm, được chưa? Nó làm cho cái số nó lại tiếp tục giảm xuống, và khi tới cái ngưỡng mà những cái cổ phiếu mà undervalue nó được tăng trở lại thì nó đi theo một cái hình sideways, được chưa? Những cái chỉ số mà thuộc về fundamental weighting thì nó luôn đi sideways này, người ta gọi đó là contrarian effect. À, đây là cái bảng tổng hợp cho cái chỉ số này. Ví dụ là price weighting thì ông này là có một cái lợi thế là simplicity, đơn giản. Disadvantage của nó là nó bị arbitrary weighting, nghĩa là khi mà có stock list diễn ra thì cái weighting của nó sẽ bị thay đổi. Đấy. Equal weighting thì đơn giản là simplicity, và disadvantage của nó là small capitalization bị over present và large capitalization under present này chưa. Và những cái thằng này là thường là đại diện cho những cái thằng có vốn hóa nhỏ, và những không có vốn hóa lớn thì không được đại diện trong đó. Và bất lợi thứ hai là của thằng equal weighting thì là frequent adjustment, nghĩa là nó luôn phải rebalancing này chưa, luôn phải thay đổi cái việc là mua cổ phiếu này và bán cổ phiếu khác. Còn market cap, cái mà các weighting thì nó no balancing, thì mình không cần phải balancing gì nữa, bởi vì cái vốn hóa của nó là nó auto vậy rồi, nghĩa là giá mà nhân cho khối lượng thì nó ra được là cái vốn hóa của cổ phiếu này là như vậy rồi. Nhưng mà nó bị một cái là momentum effect, và đây là cái effect mà giúp cho cái chỉ số của thị trường luôn tăng, và những chỉ số ở thị trường chứng khoán thì nếu người ta luôn chú trọng và luôn sử dụng cái việc là market cap weighting này, cứ lấy giá nhân cho khối lượng này nha, thì nó làm cho cái số này luôn có xu hướng là luôn tăng, và những cái cổ phiếu nào mà nó có vốn hóa thấp thì nó bị out khỏi market, nghĩa là nó không ảnh hưởng lên thị trường nữa, được chưa? Những cổ phiếu nào mà không ảnh hưởng thị trường nữa thì là chỉ còn lại những cổ phiếu đang tăng với mức giá cao và cái khối lượng lớn, thì nó giúp cho cái chỉ số này luôn tăng này. Còn thằng fundamental value thì value tilt có nghĩa là nó thích những cái nó chú trọng những cổ phiếu nào mà nó có cái value tốt, nghĩa là giá thấp earning cao đấy, value tilt. Còn thằng này nó bị một cái disadvantage là contrarian effect, nghĩa là cái chỉ số của nó không có tăng, không có luôn luôn tăng được, mà cái chỉ số mà theo fundamental value weighting thì nó cứ sideways vậy này, nó không có tăng lên được. Đấy. Ok. Các bạn này bạn tóm tắt ha. Rồi. Tiếp theo là cái rebalancing. Rebalancing là cái việc adjusting the weight of the constituent security. Constituent security này chưa? Rồi. Thì cái việc là rebalancing thì hồi nãy mình có nói là equal weighted index thì phải sử dụng rebalancing, được chưa? Rebalancing là cái việc là tôi sẽ mua cổ phiếu này và bán cổ phiếu khác để giúp cho cái tỷ lệ cái weighting của nó được bằng nhau tại cuối kỳ, được chưa? Còn cái thằng là price weighted index thì không cần, market cap weighted index thì less likely, hoặc là hầu như là không cần phải rebalancing lại, được chưa? Và chỉ có một số cái hiện tượng như là acquisition hay là liquidation ở trên thị trường thì mới cần cái việc rebalancing thôi. Còn nếu mà câu hỏi ở trên thị trường nếu mà câu hỏi á thì cái thằng nào chỉ số nào cần phải được rebalancing adjustment cái weighting của nó vào cuối kỳ thì đó chính là thằng equal weighted index này. Đó là cũng thể là hỏi lý thuyết đấy. Rồi. Tiếp theo là reconstitution, nghĩa là cái việc là tôi sẽ loại một cổ phiếu này ra và thêm một cổ phiếu khác vào thị trường, được chưa? Vào cái hệ chỉ số này. Đấy. Thì mình có thể là ví dụ như là cái hệ chỉ số là VN30 này, thì đây là 30 công ty
có vốn hóa lớn nhất ở thị trường chứng khoán Việt Nam, và có thanh khoản lớn nhất ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì một số công ty thì theo thời gian, thí dụ có một từ năm 2020 là chưa, từ năm 2020 tới bây giờ thì có một cái cổ phiếu Rose là chưa, thằng này thuộc VN30 thì nó rất là tào lao đấy, thằng này là khối lượng rất là lớn và giá của nó có 2-3 ngàn à, mà nó vẫn thuộc VN30 bởi vì cái khối lượng của nó quá lớn, và theo thời gian thì thằng này phải loại cái thằng cổ phiếu Rose này ra và thêm những cổ phiếu mà nó thật sự là thuộc đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam vào cái hệ số VN30 được chưa. Đấy, ví dụ là bỏ thằng Rose ra và thêm thằng Phát Đạt vào đấy chẳng hạn vậy, những cái cổ phiếu mà nó tốt, thuộc top thị trường đấy. Thì nếu mà một cái cổ phiếu mà nó thí dụ VN30, thì nếu mà cái cổ phiếu nó không có đạt được cái yêu cầu là có vốn hóa lớn và có thanh khoản cao nhất thị trường thì nó sẽ bị out khỏi cái rổ chỉ số VN30, và bởi vì là cái chỉ số này, cái chỉ số này nó chỉ chọn là top của top, nghĩa là nó chỉ chọn những cổ phiếu nào mà nó tăng trưởng cao nhất, vốn hóa thanh khoản lớn nhất, thì mình sẽ thấy là nó sẽ có một cái momentum effect là cái chỉ số này nó luôn tăng ha. Rồi. Và cái việc reconstitution nghĩa là loại của chỉ số này và thêm một cái cổ phiếu khác vào, được chưa? Vào cái hệ chỉ số này. Và cái việc này cũng có thể tạo ra một cái event, tạo ra một cái cơ hội giúp cho giá cổ phiếu tăng trưởng rất là mạnh. Và người ta dự đoán là nếu mà cổ phiếu này được nằm trong index này, ví dụ như là một số index, được chưa? Ví dụ một số quỹ lớn nhà đầu tư, được chưa? Một số cái quỹ đầu tư họ sẽ có cái performance dựa vào cái index đó, và khi mà cổ phiếu mà nó được cho thêm vào index thì người ta sẽ, cái quỹ đó sẽ mua cái cổ phiếu đó nhiều hơn, được chưa? Và khi mà mua cổ phiếu đó thì nó giúp cho cái giá cổ phiếu đó tăng trưởng rất mạnh. Đấy. Ví dụ một cái case study là potential impact of this decision. Ví dụ beginning in late April 2009 thì có một số cái thông tin là công ty UEC này sẽ được tham gia vào cái rổ chỉ số Russell 2000 Index, và khi có thông tin này thì vào ngày 12 thì cái thằng công ty này nó được vào cái rổ chỉ số đó thiệt, và cái cổ phiếu đó nó tăng gấp 300% khi mà nhà đầu tư dự đoán rằng cái cổ phiếu đó nó sẽ có thể vào được, được chưa? Rồi. Và cái này là tăng 300% trong một tuần ha, in the weeks, trong một vài tuần, và tăng 400% trong trong một quý đấy. Thì đó, có nghĩa là khi mà có thông tin mà một cái cổ phiếu nào đó được thêm vào cái rổ index thì cổ phiếu đó có thể là có ảnh hưởng là sẽ tăng giá rất là mạnh, bởi vì người ta kỳ vọng là nếu mà cổ phiếu này được vào cái chỉ số, ví dụ Russell 2000, thì sẽ được là một số quỹ đầu tư họ lấy cái performance là Russell 2000 để làm cái benchmark đầu tư, thì người ta sẽ mua cái cổ phiếu này vào rất là mạnh đấy. Đó. Vậy thôi. Đấy. Thì khúc này là phần này là hết phần quan trọng, và tiếp theo những cái phần khác là chủ yếu là giới thiệu sơ qua những thông tin về, ví dụ là tiếp theo là cái US Market Index, thì cái việc là sử dụng cái index này thì gồm có những cái gì, ví dụ là dùng cái index này để làm chỉ báo cho market sentiment đấy, ví dụ là chỉ báo xem là thị trường chứng khoán là đang tăng hay đang giảm. Ví dụ mình giờ nhìn vào một chỉ số là VN Index thì mình thấy là nếu mà chỉ số VN Index đang tăng thì mình nói là thị trường chứng khoán đang tăng đấy, để làm proxy đo một số cái systematic risk hoặc là cái risk adjusted return performance trong những cái modeling return. Rồi. Proxy for asset class in asset allocation model, nghĩa là có thể là dùng cái bộ chỉ số này để mình xem coi nếu mình phân bổ danh mục cổ phiếu thì cái tỷ lệ phần trăm nó cũng có thể na ná theo cái rổ cái bộ chỉ số index này, làm benchmark cho những ông actively management portfolio, nghĩa là dùng làm cái cột mốc cho những cái ông nhà quản lý quỹ
nghĩa là những cái ông quản lý quỹ thì ông sẽ có một cái benchmark riêng. Ví dụ là tôi là một nhà quản lý quỹ, một cái nhà quản lý quỹ ở thị trường chứng khoán Việt Nam đi, thì tôi nói là ok anh gửi tiền cho tôi đi, thì tôi nói là tôi lấy cái benchmark là VN Index đó, nếu mà tôi lợi nhuận của tôi mà cao hơn được cái return của thằng VN Index thì anh sẽ đưa cho tôi cái bonus, được chưa? Thường là người ta dùng hay lấy cái chỉ số làm cái benchmark để đánh giá xem là một cái nhà quản lý quỹ họ outperform hay là underperform của cái thị trường này. Đấy. Ví dụ outperform thì anh sẽ được bonus, còn underperform thì không có bonus. Đấy, vậy thôi. Và sử dụng vào những cái cho những cái investment product, new investment product. Ví dụ như là ETF chẳng hạn. Đấy. Cái chỉ số là Exchange Traded Fund. Đấy. Đó. Okay. Đây là cái số cách sử dụng của cái thằng index thôi, chỉ số index thôi. Rồi, và tiếp theo là phần 5, tới phần 8 thì chỉ là những cái bài giới thiệu sơ qua về cái những cái index ở trên thị trường. Đấy. Thì index thì có thể là broad market index, nghĩa là những cái chỉ số về tổng quan của thị trường luôn. Ví dụ là VN index thì là cái chỉ số chứng khoán đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam ở sàn Hồ Chí Minh, sàn HNX. Đấy. Đó là chỉ số VN Index. Đấy. Nó đại diện cho có thể là 90% selected market, nghĩa là cho 90% market ở thị trường. Multi market index, cái là những cái index về những cái đất nước khác nhau, ví dụ là về developed market, emerging market, đấy, hoặc là frontier market. Đấy. Rồi. Nghĩa là những cái multi market index thì là nó đại diện cho ví dụ một quốc gia đó hay đại diện cho một cái khu vực của thị trường, được chưa? Ví dụ là đại diện cho những cái develop market là những cái thị trường mà đã phát triển rồi, ví dụ như là Mỹ, Úc, đó, Canada gì đó, những hàng này. Fundamental weighting in multi market index thì là những cái chỉ số này thì nó sẽ adjust với lại những cái hệ số như là GDP, thì nghĩa là nó adjust lại cái hệ số với lại một cái fundamental value nào đó. Đấy. Rồi. Sector index là những cái chỉ số mà nó đại diện cho một cái ngành nào đó, ví dụ là ngành consumer goods, ngành energy, ngành finance, ngành healthcare, nói chưa? Nghĩa là có những cái chỉ số mà nó gom tất cả những cái cổ phiếu nằm trong cùng một cái ngành nghề này, cho ví dụ một cái số cổ phiếu như là Vinhome, Nam Long, Đất Xanh, đấy, những cổ phiếu mà liên quan đến bất động sản họ gom vô một cái chỉ số, và cái chỉ số đó đại diện cho những cái công ty bất động sản mà người ta chỉ ra đó là ngành bất động sản này, cho đấy. Và nếu mà chỉ số nó tăng lên thì mình có thể là đánh giá nghĩa là ngành chứng khoán, ngành ngành bất động sản đang tăng, được chưa? Thị trường bất động sản đang tăng thì giá cổ phiếu của bất động sản cũng đang tăng theo, đấy, kiểu vậy. Yeah. Style index, xem đấy là những cái kiểu, thí dụ là những cái cách phân thị trường theo là value hay là growth, được chưa? Yeah. Style index thì đầu tiên thì có dạng là market capitalization, nghĩa là cái index này nó sẽ phân cái vốn hóa của những công ty, ví dụ có thể là large cap là những công ty có vốn hóa lớn, mid cap là những công ty có vốn hóa vừa, small cap là những công ty có vốn hóa nhỏ hơn. Đấy. Thì ví dụ mà vốn hóa lớn thì là những công ty nào mà có vốn hóa trên 1 tỷ USD, được chưa? Thì nằm trong những công ty có vốn hóa lớn. Đấy. Còn ví dụ từ 1 tỷ 500 thì là 500 triệu thì là thuộc vốn hóa vừa, còn năm dưới 500 thì là thuộc small cap. Đấy. Thì là nó sẽ có những cổ phiếu nằm trong những cái dạng như vậy. Và những style khác như là value hay là growth. Value là những công ty có chỉ số, thường thường người ta nói những cái cổ phiếu mà nó có PE thấp. Ví dụ PE nhỏ hơn 10 đi thì người ta hay gọi là value stock. Còn những cổ phiếu nào mà có PE cao, đấy, thì những là người ta gọi là công ty đang là growth stock này, bởi vì giá của nó là đang phản ánh kỳ vọng cao hơn so với cái earnings hiện tại, cho người ta gọi là growth stock.
Và cái kiểu phân biệt này thì cũng cũng gây tranh cãi được chưa? Đấy. Nhưng mà sách nó nói vậy đó. Rồi, hoặc là mình kết hợp cả hai, vừa market mà vừa value and growth được chưa? Large cap value, large cap growth, mid cap value, mid cap growth, đó nghĩa là người ta sẽ góp góp lại một cái hệ số như vậy. Đấy. Rồi. Một số chỉ số về fixed income này nha. Fixed income là cái chỉ số về nợ này nha. Thì cái việc mà để có thể tạo được một cái chỉ số về fixed income index thì nó khó hơn nhiều so với lại cái việc là tạo ra cái chỉ số về equity ha. Bởi vì fixed income nó liên quan tới cái việc là ok, ngày đáo hạn là bao nhiêu. Ví dụ là một công ty A này chưa? Thì có 1 triệu cổ phiếu thôi. Ví dụ 1 triệu cổ phiếu là nhiêu đó cổ phiếu thôi, thì người ta lấy cái tỷ lệ cổ phiếu người ta làm index được. Nhưng mà công ty A này người ta phát hành fixed income ra, người ta phát hành nợ ra, thì có thể là cái khoản nợ này nó đáo hạn trong vòng 5, 2 năm, 3 năm, 5 năm, nghĩa là nó có rất là nhiều khoản nợ, được chưa? Nên vậy cái việc mà construct những cái index liên quan về fixed income thì rất là khó, được chưa? Bởi vì là number of security nó cực kỳ lớn, và cái price data nó cũng, những cái trái phiếu á, người ta thường thường người ta nắm giữ tới đáo hạn, người ta nắm giữ, người ta giữ luôn để người ta nhận được cái coupon, được chưa? Thì để mà làm được một cái index của nó cũng rất là khó, cái return của nó cũng rất là khó, cũng như là cái liquidity cũng khó luôn, bởi vì ít được giao dịch, được chưa? Những cái trái phiếu nào mà được giao dịch nhiều nhất là trái phiếu chính phủ, còn trái phiếu doanh nghiệp thì nó giao dịch rất là ít thôi, được chưa? Rồi. Thì cái chỉ số có thể là cái chỉ số thì có thể là về market thì có thể là global, region, hoặc là từng cái công ty khác nhau. Type thì có thể là chỉ số về chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, hoặc trái phiếu có đảm bảo hay là gì đó. Maturity thì có thể phân theo là 3 năm, 10 năm, 5 năm gì đó. Hoặc là credit quality có thể là những cái trái phiếu mà nó có cái tính chất là đảm bảo như là AA, 3A, hay là ít đảm bảo hơn là 3 chữ B đó chẳng hạn, được chưa? Rồi. Thì ở đây người ta nói là cái fixed income index thì nó rất là khó, được chưa? Rất là khó để mà construct được những cái chỉ số này, được chưa? Và cái thị trường này là nó pre dominant bởi dealer market. Nghĩa là những cái ông dealer ông giữ những cái trái phiếu này rất là nhiều. Nên vậy cái việc là đánh giá xem là cái return của trái phiếu nó cũng rất là khó nữa. Nha. Đó. Tiếp theo là những cái index vào cho entity investment. Nha. Đầu tiên thì là commodity index. Commodity index là những cái index nó đánh trên cái giá trị của hàng hóa, để cho hàng hóa. Nhưng mà những cái commodity index này nó dựa phụ thuộc vào future contract, là những cái hợp đồng derivative, hợp đồng phái sinh, được chưa? Và hợp đồng phái sinh này thì nó ảnh hưởng bởi risk free rate, ảnh hưởng bởi future price và ảnh hưởng bởi raw yield. Đấy. Và vì vậy thì cái chỉ số commodity index nó sẽ quite different, nó sẽ rất là khác so với lại cái giá trị thật của underlying commodity, nghĩa là khác so với lại cái commodity thực sự. Đấy. Ví dụ như là có một số cái index trong cái cuộc khủng hoảng năm 2020 thì giá dầu có thể là đi xuống âm luôn, nghĩa là những cái index, những cái hợp đồng future người ta nói là giá dầu âm ví dụ 40 đô cho một thùng chẳng hạn đi. Nhưng mà trên thực tế thì cái việc là mua một thùng dầu nó đâu có âm 40 đô, mua thùng dầu có thể là tới 20 đô một thùng. Được chưa? Nghĩa là cái hệ số này nó chỉ liên quan gì cái việc là future contract thôi. Tại cái thời điểm đó, cái thời điểm mà Covid xảy ra đó, thì có một nhóm trader họ đánh sọt cái hợp đồng future này, được chưa? Và họ nghĩ rằng là khi mà tới đáo hạn, nghĩa là khi mà tới đáo hạn thì cái việc là giao dầu cho những ông trader, nghĩa là những ông mà chuyên đánh trader derivative và future contract, thì người ta sẽ không có khả năng để mà giữ được cái thùng dầu đó, nghĩa là từ thường tới đáo hạn, được chưa?
khi một hợp đồng mà chốt tới ngày đáo hạn tới trong vòng là một tuần sau, tôi sẽ mua anh cái thùng dầu này với mức giá là ví dụ 20 đô trên một thùng, được chưa? Và anh đưa tôi 20 đô, tôi đưa cho anh thùng dầu, được chưa? Và bởi vì là những ông trader là những ông ngồi bàn phím gõ đánh trade lướt lát thôi, thì nếu mà anh không có khả năng mà nhận dầu thì là tôi phải thoát khỏi cái vị thế future này. Và Covid xảy ra thì là những cái người cái nhu cầu sử dụng dầu nó giảm đi, và vì vậy thì là cái người mà dùng dầu thiệt thì không còn nữa, và làm cho cái giá của thằng future contract này nó đi down xuống rất là mạnh luôn. Đấy. Đợt cái deal này thì hình như kiếm được 500 triệu đô trong một đêm, thì những trader đó cũng trở thành huyền thoại luôn, là những trader mà đánh đánh sọt hợp đồng dầu đấy. Rồi những chỉ số khác là liên quan tới investment index, ví dụ là real estate, thì về bất động sản thì sẽ có một số cái chỉ số về appraisal index. Appraisal, cái chữ này ha, cái chữ này nè, appraisal đó là cái chữ gọi là tự định giá. Ví dụ một cái bất động sản nào đó, ví dụ tôi là bất động sản A, được chưa, nằm trong một cái khu có bất động sản B, bất động sản D, được chưa, và được chưa, và tôi tự định giá cái building này của tôi dựa theo những cái bất động sản B, C, D nào đó, được chưa, thì cái việc tự định giá đó người ta gọi là appraisal, được chưa. Và những cái building, rất là nhiều building gộp lại với nhau, người ta tự đánh giá, xem có giá trị thật, giá trị gọi là fair value của nó là bao nhiêu, thì gộp lại với nhau thì ra được một cái gọi là appraisal index. Đó là những cái index liên quan về những cái building mà tự đánh giá, tự xác thực, được chưa, mà không có được xác thực bởi thị trường ha, mà thường là được tự đánh giá bởi một bên thứ ba. Này. Repeated sale index. Repeated sale index là những cái chỉ số liên quan về giá nhà mà cái building này có thể là được bán đi bán lại. Ví dụ đầu tiên thì cái nhà này bán là được 1 triệu đô la, và 2 tháng sau thì bán được 1,2 triệu đô la, đấy. Qua tháng nữa thì là 1,3 triệu đô la, nghĩa là nếu mà cái nhà này nó đem đi bán lại thì cái mức giá cuối cùng này nó sẽ ảnh hưởng lên cái chỉ số Repeated Sales Index này. Còn cái chỉ số cuối cùng là về REIT, Real Estate Investment Trust, REIT Index. Thì cái hồi đó cái bài 36 hôm bữa là mình nói về cái quỹ REIT, đúng chưa? Cái quỹ REIT là cái quỹ mà phát hành quỹ ra, phát hành chứng chỉ quỹ ra, huy động vốn của nhà đầu tư. Đấy. Và cái quỹ này nó sẽ chuyên đi đầu tư vào những cái bất động sản mà tạo ra được dòng tiền, được chưa? Tạo ra được dòng tiền, và dòng tiền này sẽ đem trả dividend, được chưa? Đem trả dividend. Trả dividend về cho thằng cái quỹ này, được chưa? Đấy, trả dividend về, và cái dividend này trả lại ngược lại cho cái nhà đầu tư đó, được chưa? Rồi cái này là cái thằng REIT này thì cái môn alternative investment thì nó sẽ có giới thiệu sơ sơ qua lại, được chưa? Cái cơ bản là cái quỹ REIT này là nó huy động vốn, và cái việc huy động vốn của nó là để đầu tư vào những bất động sản tạo ra dòng tiền, ví dụ như là building, office building, retail building, hay là những cái khu công nghiệp, được chưa? Và những cái hàng quỹ REIT này thì nó được niêm yết ở thị trường chứng khoán, và cái giá của nó, được chưa, cái giá của nó sẽ được biến động liên tục theo từng ngày, và người ta lấy cái giá của nó để tạo ra cái REIT index. Đây, được chưa? Rồi tiếp theo là về hedge fund index. Hedge fund index là những cái chỉ số liên quan về những cái quỹ đầu cơ. Tuy nhiên những cái quỹ đầu cơ này thì là thường nó bị gọi là volunteer reporting, nghĩa là những cái quỹ nào, những cái quỹ hedge fund này nó không có được quản lý chặt chẽ bởi nhà nước, bởi chính quyền, nghĩa là ví dụ thằng nào nó muốn report, nghĩa là nó muốn đăng cái return của nó lên trang web thì nó đăng, còn ví dụ nó muốn giấu thì giấu, nó cũng không cần phải thông báo là tôi đã đầu tư vào những cổ phiếu nào hay là tôi đã bán những cổ phiếu nào. Những cái quỹ hedge fund là những cái quỹ kín tiếng, những cái quỹ mà nó hoạt động một cách priority hoặc là confidential, nghĩa là nó không cần phải thật công bố thông tin ra bên ngoài, được chưa? Những cái return của thằng này thì nó sẽ là volunteer performance reporting, nghĩa là những ông nào ví dụ có lợi thì tôi report lên, những cái khoản nào lỗ thì tôi không phải report, được chưa? Và cái thằng này nó bị survivorship bias, nghĩa là ví dụ
tôi theo dõi anh A này ở trong cái chỉ số được chưa, nhưng mà sau 5 năm thì cái ông A này ông chết mất tiêu, nghĩa là cái quỹ này sau 5 năm thì hoạt động không có lại nữa, không không còn có lãi nữa, và nếu mà không còn có lãi nữa thì cái quỹ này nó bị giải tán giải thể. Và nếu mà chỉ số này tôi theo dõi trong 5 năm mà ông A này nó không có theo, không không có trong đây nữa thì nó bị gọi là cái survivorship bias, thì chỉ còn lại những cái thằng nào mà nó sống sót thôi, và những cái thằng nào mà nó reporting cái return của họ ở lên cái chỉ số này. Rồi. Cái chỉ số về hedge fund này thì là nó dựa vào contribution determinant index, nghĩa là những cái thằng nào trong đó nó xác định cái index thôi, và thường là nó weighted equal weighted, nghĩa là nó sử dụng cái phương pháp là equal weighting index này. Rồi. Đấy, nói chung là cái thằng quỹ hedge fund này thì cái index của nó không có được minh bạch cho lắm này. Và khi mà nhắc tới thì người ta sẽ nghĩ ngay là thằng này bị survivorship bias này chưa. Survivorship bias là cái return, cái index đó có thể là tăng lên, cái chỉ số index đó có thể là tăng lên được chưa, nhưng mà cái trên thực tế á, thì đây là năm thằng, ví dụ tôi theo dõi năm thằng đây, ví dụ tại năm 2021 tôi theo dõi năm thằng ở đây được chưa, và tôi thấy cái return của nó từ năm 2000 tới đây thì nó perform rất là tốt được chưa, nhưng mà thì tôi đã biết tại năm 2021 là nó còn tồn tại được chưa, nghĩa là đang nó đã survive được 20 21 năm rồi đó, thì đây là năm thằng còn tồn tại ở trên thị trường, nhưng mà mình đâu có biết được rằng là thí dụ đây trăm thằng được thành lập tại năm 2000 mà tới năm 2021 thì chỉ còn có năm thằng là chết hết năm thằng rồi, chết hết 95 thằng rồi được chưa, thì còn lại năm thằng thì đương nhiên năm thằng đó nó perform nó phải tốt thì nó mới trụ qua được ở thị trường này chứ, nên vậy những cái chỉ số nào mà tôi đã thời điểm tại tôi xem về quá khứ của nó return làm sao thì nó luôn bị một cái gọi là survivorship bias. Đó. Ok hết bài 37 thì không biết mọi người thắc mắc gì không, không thì mình sẽ nghỉ giải lao và 5 phút sau học tiếp bài reading 38 hay. Ok, cái thắc mắc gì em ta?